Pháp TV xin chào cả nhà nha, rất vui cả nhà đến video theo của mình. Nhưng lời mình đã hứa cả nhà, kênh YouTube Pháp TV mình làm về chủ đề pizza nè cả nhà, được gạo với mì. Chứ mình hứa cả nhà là sẽ được giải thưởng này mình sẽ đi tặng cho những hoàn cảnh nghèo, những hoàn cảnh khó khăn cả nhà. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Út nha cả nhà. Em cũng mới lên lúc này, kênh em làm về chủ đề pizza đó được những giải thưởng như vậy. Em bữa nay em tới nhà Út gửi tặng cho Út, Út nhận giùm em nha Út. Dạ, em xin cảm ơn. Thì cho mình thay mặt cái xe vừa gọi là cô Trúc với anh Quý thắng cái xe vừa gọi là được giải thưởng này nha cả nhà. Rồi cho mình thay mặt cô Trúc với anh Quý gửi tặng phần quà này cho anh Út luôn. Rồi để mình hỏi thăm cái công việc hàng ngày với gia đình của anh Út ra sao cả nhà. Anh Út trên đây mình có đi làm gì không anh Út? Có đi mua đồ mũ mỗi ngày vậy đó. Về rồi đâu có lựa đồ, rồi đâu cái ngày nào cũng đi vậy. Dạ mình mua là mình làm cái nghề này lâu chưa anh Út? Nghề này cũng cả chục năm rồi. Hồi đó có vợ thì khỏe lắm, giờ vợ mất rồi buồn. Dạ. Là chị mới mắc đây hay gì anh? Mắc đây mới 1 tháng. 8 tháng 5, hôm nay 19 tháng 5 rồi, mới có tháng 4 ngày. Dạ. Là chị bệnh gì rồi, sao? U phổi. U phổi. Bác sĩ nói của u phổi. Dạ. Là chuyển đi thành phố mình không có tiền mà về nằm kêu được 2 tháng. Là trong lúc mà phát bệnh là lâu chưa? Phát bệnh từ Tết. Tết cũng chuyển đi thành phố cho bệnh viện Hữu Nghị, chuyển đi thành phố mà không có tiền về uống thuốc nam, cũng làm thời gian sau cái bệnh nhiều quá chết đó, rồi đó là con của anh đó. Dạ. Nó 11 tuổi. Dạ. Rồi anh được mấy người con nó? Ba người mà gái có chồng rồi, từng để nó mới lên lần. Dạ. Còn hai đứa con anh ở nhà đó. Dạ. Này đang học lớp 6. Nay nó tập thể dục mới về. Là anh có được một cái lớn là có gia đình rồi. Dạ có gia đình. Rồi hai đứa cháu nhỏ trai ha. Dạ trai. Đứa thứ ba nó là bao nhiêu tuổi rồi? Thứ ba đó nay nó 18 tuổi. Là còn đi học không anh Nóc? Mới nghỉ. À, mẹ mất rồi nghỉ luôn đó hả? À, mẹ mất rồi nghỉ luôn. Giờ nó nghỉ thì chưa có làm, nó buồn quá chưa cho nó làm gì hết. Dạ. Từ cho sắp xếp cho làm cái gì. Rồi con người cháu đứa con trai Út đó là còn đi học ha Nóc? Dạ, còn học lớp 6, đang học lớp 6 đó. Dạ. Mà trẻ Út là bao nhiêu tuổi rồi Út? Nó 11 tuổi. Dạ. Giờ hoàn cảnh cũng khó khăn cả nhà, mà vợ mất thì cũng để lại ba đứa con cả nhà. Thì anh đi mình mua gì đó, ngày nào cũng đi mua Út? Ngày nào cũng mua chân, có khi trăm mấy, có khi không tới 70, có khi bữa nay xe hư không có vô, có mua có mấy chục ngàn không có lời lỗ hơn. Dạ. Cái này mua nước có mua xỉu đâu anh. Dạ. Rồi cho mình thay mặt tâm sự với cái nhà vài lời với cái nhà. Là kênh YouTube Pháp TV mình chỉ có một kênh duy nhất nha cái nhà. Một kênh, rồi bên TikTok với bên Facebook là mình không có đăng clip nữa cái vậy. Cái thời gian lúc trước đó cái nhà, là mình bên TikTok mình có đăng mấy clip đó là tới bây giờ mình không còn đăng nữa cái nhà. Bởi vì mình tập trung làm về YouTube này cái vậy. Để mấy cái kênh khác có tải cái clip mình về rồi đăng lên, rồi đặt tiêu đề này kia đó. Rồi nó nhiều khi nó không đúng sự thật gì vậy đó. Rồi và không phải clip của mình nha cả nhà, mình chỉ có một kênh duy nhất một. Rồi anh chị gần xa có hỏi mình sao không để số tài khoản, thì bên dưới cái video đi tặng những hoàn cảnh nghèo, những hoàn cảnh khó khăn họ quà gì nữa cả nhà, là mình sẽ để số tài khoản, rồi tên chủ tài khoản là mình để dưới phần mô tả cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà suốt thời gian qua đã theo dõi ủng hộ kênh mình. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ bên gia đình và người thân, và có thật nhiều sức khỏe. Để mình hỏi tâm sự với anh Út vài lời nữa nha cả nhà. Về anh Út năm nay nhiêu tuổi rồi anh Út? 47 tuổi. 47 tuổi. Giờ mới 42, giờ mới 42. Dạ. Rồi lúc mà chị bệnh đó, lúc mà chưa bệnh đó là chị có làm công việc gì không? Cũng mua đồ ngủ, hai chồng mua đồ ngủ chơi. Thì mà gia đình mới có vừa khỏe hơi khó khăn, vượt qua khó khăn được thì bệnh xuống thì chết luôn. Ừ. Gặp khó khăn tiếp nữa chứ. Rồi lúc trước hai chồng cũng mua được sống cũng được lắm, rồi do mấy nhỏ ăn học đó, rồi cuối cùng bây giờ chết thì có mình một. Rồi anh Út có bị bệnh gì không anh Út? Không có bệnh gì, tại vì buồn. Dạ. Quá mà ốm gì chứ không có bệnh gì. Ngày giờ mắt giờ buồn xuống luôn, buồn ha. Xuống. Rồi mà anh cũng mỗi hoàn cảnh mỗi khác nhau anh Út ơi, thì số con người mình nó sắp đặt sẵn như vậy rồi. Mong anh cũng gắng giữ gìn sức khỏe nha anh Út. Rồi mai mốt với kênh em phát triển rồi em quay trở lại em tặng những quà tiếp nữa cho anh Út. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi nãy giờ mình cũng tâm sự với anh Út cho hoàn cảnh nhà của anh Út đó cả nhà.
Thôi giờ trước mắt anh Út nhận giùm em cái phần quà này đi. Rồi, mai mốt kênh em phát triển em quay trở lại em tặng cho anh những quà khác nữa. Cảm ơn hai anh nhiều. Dạ, dạ. Cho nhiều cũng mượn trơn, giờ khó khăn. Ở bà con ở đây cũng nói người ta cũng cho gạo, lúc mà vợ mà bệnh người ta cho người 10 kg cũng cho đâu mười mấy bao vậy đó. Bao 10 kg 10 kg không á. Dạ. Gia con ăn đâu hết còn để đó. Hay người cho ta cho dữ lắm luôn. Thấy lúc chị mắc ta lại ta cứu trợ nha. Trước bệnh á, lúc bệnh á là ta thấy là không có được ta cho dữ. Dạ. Với địa phương này công an ấp rồi ta xin được 8 triệu mấy nữa cho đó, qua vượt qua khó khăn bệnh lâu lâu dài đó. Dạ. Đâu có làm gì đâu, nuôi tới hai tháng hơn 2 tháng từ dạ. Lúc ngã bệnh là con nhỏ chưa đi làm được nữa. Ừ. Đâu có không gì có... nó đang học và đóng tiền ba cái phí này kia đồ đó, phí học dạ. Hành này kia đó. Rồi từ ngày giờ chị mắc đó, có mạnh thường quân nào đó không cho dạ. Giúp đỡ anh không? Không có. Dạ. Tại vì ta không lúc biết. Chị bệnh thì có nha. Dạ. Dạ. Đợt lên xã thì xã nó để giúp đỡ lúc mà bệnh gặp khó khăn với lại bệnh tật rồi nè, cái đầu đưa lên chưa xong là chết rồi. Chưa giấy tờ chưa chạy tới huyện rồi chết quên chết queo rồi đâu có hưởng gì đâu. Dạ. Xã nó không có hưởng gì hết trơn, tại vì giấy tờ chưa chạy kịp. Mới lên chừng tháng là hơn tháng thì chết rồi. Chạy đâu kịp đó. Dạ dạ. Cũng như người ta kêu làm giấy đặng người ta để cho bệnh tật với không giúp đỡ khó khăn gia đình khó khăn đó. Dạ. Cuối cùng không có được gì hết là mới lên báo tử là người ta nói không có được gì trơn, mới vừa giấy chưa chạy về huyện là hồ sơ chưa chạy về tới huyện là chết rồi. Dạ. Bây giờ em nói tâm sự với anh, bây giờ mình cũng gắng giữ gìn sức khỏe đi, mình đi mua này kia đang có cái thu nhập đang, còn con cái còn hai ba đứa nhỏ thì anh gắng gì đi, anh ý cái nguyện của em là mong anh như vậy, rồi mai mốt em sẽ quay trở lại nữa nghe Nút. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ cho em bắt lại Nút, Nút nhiều sức khỏe nha. Rồi cố rất nhiều. Và nãy giờ mình cũng chia sẻ cái hoàn cảnh nhà của Nút cho cái nhà xem cái nhà. Thôi giờ cho Nút với mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cái nhà, hẹn cái nhà clip sau nha. Bye bye cái nhà Nút ơi. Bye bye cái nhà, hẹn cái nhà clip sau. Bye bye.